Thưa quý vị và các bạn, mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Lập Thạch đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết toàn dân, có nhiều đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Đây là một trong những tuyến đường liên thôn ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng. Không chỉ được bê tông hóa, tuyến đường này còn được mở rộng hơn trước. Đó là kết quả công tác tuyên truyền của mặt trận tổ quốc xã đã vận động nhân dân đồng lòng hiến đất làm đường đóng góp tiền của ngày công lao động trong quá trình thi công, mặt trận tổ quốc xã đều cử đoàn đến giám sát động viên. Chúng tôi làm là làm theo theo chỉ đạo của 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 cấp ủy chính quyền của của xã, nhất là mặt trận tổ quốc làm tổ nào thì chúng tôi sẽ thông báo lên cho các đồng chí biết, thế và các đồng chí sẽ cử đoàn quay về coi là vừa là giám sát vừa là động viên, đấy tinh thần bà con nhân dân là rất là sôi nổi. Với tinh thần hướng về cơ sở kết hợp giữa tuyên truyền vận động với tinh thần giám sát nên đã nhận được sự ủng hộ cao từ phía nhân dân. Chính vì vậy, ngay sau khi hoàn thành tuyến đường, nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện Lập Thạch đã tiếp tục tự nguyện trồng cây xanh bóng mát, bồn hoa cây cảnh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các ban giám sát đầu tư cộng đồng của huyện Lập Thạch là hoạt động hết sức có hiệu quả. Các cái dự án công trình trên địa bàn của huyện thì đều được các cái ban giám sát đầu tư cộng đồng vào cuộc để mà giám sát. Vì vậy, chất lượng các công trình trên địa bàn huyện Lập Thạch khi đưa vào sử dụng đều đạt được cái chất lượng cũng như cái hiệu quả tạo được cái sự tin tưởng đối với người dân. Để giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng bền vững, tiêu chí, thu nhập, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Quá trình lồng ghép triển khai các phong trào đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.